Xin chào anh Nguyễn Nghĩa này. Rồi, chủ nhà sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý mà 120 độ, comment số 1 đi ạ. 1984 Giáp Tý 120 độ. Đây này. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Đấy. Có quyển sách của tôi, anh chị nhìn thấy sao pháp trường chưa? Năm nay anh này tôi nói luôn là rất là dễ liên quan đến pháp luật chứ không đơn giản đâu. Anh Nghĩa nhìn thấy chữ pháp trường không? 120 độ anh chị nhìn thấy chữ pháp trường nhưng mà năm lại cung gì ạ? Cung Thìn. Thìn nó mới là nguy hiểm này. Cung Thìn là năm nay là năm Thìn. Năm nay ở đây rất là dễ liên quan pháp luật luôn. Nhiều vấn đề nào. Lại bên cạnh bị sao điên cuồng, trong nhà anh Nghĩa đây có ai hay nóng tính không? Bất bình tĩnh và hung hãn không? Đấy. Đây này, điên cuồng này là nóng tính lắm, tính nóng như lửa ấy. Hay mất bình tĩnh lắm. Trong có ai như vậy không? Đấy. Nhiều khi là gì ạ? Hay mất kiểm soát. Ra ngoài thì bình thường nhưng cứ về nhà này rất nóng tính. Bên cạnh đó có sao Hưng Phúc là tốt về mặt gì ạ? Gia đạo. Đấy. Tuy nhiên ở đây thì anh nên để ý nhà mình đang bị hai sao xấu chiếu đến, anh Nghĩa nên để ý sớm nhé. Anh Nghĩa có thể trực tiểu tôi đoán cho anh Nghĩa nha. Đấy. Nên để ý về phong thủy nhà mình. Rồi, tài khoản Thanh Nguyễn Thị đó. Chồng sinh năm 79, 15 độ, chắc là chị gọi chồng đang ngồi cạnh nghe đúng không? Nhiều trường hợp như vậy đó. Ban đầu tôi nói thì chị thấy đúng quá xong ngồi gọi chồng ngồi cạnh để nghe tôi nói lại cho anh ấy tin, thường là như vậy. 1979 này 15 độ này. Nhà này cũng khớp, nhà này rất hay uống vặt. Hay bị những cái bệnh rất là vặt khi mình ở đây. Đây này. Ngoài ra là gì ạ? Bị sao cô quả. Cô quả đây là vợ chồng rất là dễ xảy ra những cái sự xa cách trong mối quan hệ về hôn nhân. Mình nên để ý cái trường hợp như này nhá. Hai cái sao rất là xấu. Nên để ý. Rồi anh Vũ Ngọc Toàn đâu. Xin chào anh. Em sinh năm 79, vợ 82, đang ở nhà 195,5 độ. Xin chào anh Toàn nhé. Nhà sinh năm 1979 là tuổi gì anh Toàn biết không ạ? Kỷ Mùi đúng không? Rồi, Kỷ Mùi mà 195 độ. Đây này, nhiều vấn đề lắm. Đấy, 195 độ anh chị nhìn thấy chưa? Trường bệnh như này. Người trong nhà này bị sao trường bệnh chiếu đến thì suốt ngày ốm gì ạ? Ốm bệnh chứ còn gì nữa. Anh Toàn này, trong nhà anh có ai bị như vậy không? Ốm suốt, ốm đau bệnh tật nhiều lắm. Đây này. Đấy, có sao tấn tài là tốt về tài vận. Nhưng mà đang bị sao trường bệnh thì là một trong những sao xấu. Bên cạnh đó bị sao tố tụng. Đấy, cửa chính mà bị tố tụng chiếu đến như này là không ổn rồi, đúng không? Ở đây rất là dễ xảy ra các vấn đề liên quan đến này. Kiện cáo và tranh chấp. Nha. Kiện cáo và tranh chấp là rất là nhiều vấn đề luôn. Ở đây mình nên để ý trong trường hợp như này nhá, nên để ý, được chưa? Đấy, hai cái sao rất là xấu chiếu cửa.